Ba mẹ anh từng nói yêu ai phải yêu xứng đôi vừa lứa. Hình như không ai dạy em nên em còn non, em chưa học qua cách chọn đúng người. Chàng trai đi cùng đang ăn cây kem, thật lòng không xứng với em. Nói về vấn đề đó thì anh lại nghĩ đến một cái câu nói nào nữa. Lúc nãy thì anh em mình nói rất là nhiều về cái chuyện đó, là về top 1 nè, về top trending rất là nhiều luôn. Nhưng mà cũng có nhiều người thì họ nói một cái câu rằng là cái top 1 đó hay cái trending đó nó không khẳng định được cái vị trí của ca sĩ trong lòng khán giả. Xuất sắc. Em luôn suy nghĩ về cái điều này. Chứ với em thì cái điều gì là sẽ quyết định trong cái sự yêu thích của quý vị khán giả ở người ca sĩ? Cái thông điệp mà bạn truyền tải như thế nào? Nó ý nghĩa hay là một cái bài hát chỉ để nghe chơi cho vui? Giới chuyên môn có ngả mũ trước bạn không? Và anh chị em nghệ sĩ có tôn trọng bạn hay không? Và cái con đường mà bạn đi là cái con đường như thế nào? Sản phẩm của bạn, cái sức hút là nó từ cái sản phẩm nó hút đến, hay là bạn tạo những cái drama xung quanh cái sản phẩm để người ta vào người ta coi cái sản phẩm đó. Nói chung là nó có rất nhiều cái để nó cấu nên một cái sản phẩm mà một cái người nghệ sĩ mà được mọi người công nhận. Em nghĩ cái điều đó nó rất là khó, cho nên không phải là chỉ là top 1 trending mà mọi người sẽ công nhận mình liền đâu. Cho nên là em mới thấy với cái sự top 1 trending của em á, em không không biết với mọi người khác như thế nào nha, mà tất cả các anh chị báo chí đồng nghiệp vào chúc mừng em nhiều lắm, tại vì họ biết rằng âm nhạc của em á, nó có cái tính chuyên môn cao, và như anh cũng đã nói hồi nãy là nhạc kén người nghe rồi này cái các kiểu á, và thậm chí cái chủ đề nó rất là nhạy cảm là LGBT nữa, mà nó lên được đến trên cái top đó thì em thấy rằng là mọi người giống như là mừng thay cho em vậy đó, cho Một nên bài là hát anh thấy rằng là không chỉ ở cái thời điểm mà mình lên top trending mà nó còn tồn tại rất lâu nữa, và người ta nói về Trúc Nhân, người ta nói về bốn chữ lắm thật bất ngờ và rất nhiều điều nữa, đủ để thấy rằng là nhạc của Trúc Nhân thì mọi người vẫn nghe dù là bao nhiêu thời gian đi chăng nữa. Nhưng mà hồi nãy mình nói về thật bất ngờ thì anh lại nhớ rằng là có người lại nói rằng là cái giai điệu của thật bất ngờ, ủa cái giai điệu của bài Sáng Mắt Chưa lần này thì nó không mới và nó không bắt tai bằng thật bất ngờ. Một nhạc sĩ khẳng định như vậy thì bạn thấy thế nào? Em không thấy sao hết trơn. Tại vì hồi em ra thật bất ngờ người ta cũng nói nó không hay bằng bốn chữ lắm mà anh. Cho nên là cái chuyện mà so sánh giữa sản phẩm này sản phẩm kia đó là cái chuyện hết sức bình thường, cho nên là nếu mà mình cứ đau đáu vào đó quá và mình cứ chăm chăm vào đó, ôi chết rồi mình bị chê rồi, không lẽ cái bước đi này của mình nó thụt lùi chứ không phải là bước lên, thì em nghĩ là như vậy thì mình sẽ mãi mãi mình không làm ra được những cái gì mới lạ hơn được nữa hết. Nhưng mà anh nghĩ rằng là thế thì những cái nhận định đó nó có phần, nếu như mà mình không đủ ý chí thì nó sẽ làm cho mình sợ rằng là những cái sản phẩm sau mình ra thì sẽ bị áp lực nữa. Thế thì em có nghĩ rằng là nếu sau này mình vẫn nhận những cái bình luận như vậy, mình sẽ đáp trả với những bình luận đó không? Hồi hồi trước thì còn còn buồn về những cái comment trên mạng xã hội chứ giờ em bình thường lắm. Về cả anh thấy rằng là không chỉ là anh nghĩ rằng là khán giả là một phần, và cả những người có chuyên môn nhận định về vấn đề này nữa, thì với những người có chuyên môn những tiếng nói như vậy, mình có nghĩ rằng là mình sẽ đáp trả lại để mình khẳng định cái sản phẩm của mình không? Nói về đáp trả mà đấu đá rồi này kia nha, em thực sự nghĩ một người nghệ sĩ người ta có thể làm được cái điều đó không? Có thể chứ, tại vì người ta có tầm ảnh hưởng mà, người ta muốn thì người ta quất cái status lên là đáp đáp trả rồi đó, cũng được coi là một sự đáp trả. Nhưng mà đối với em á, em luôn để cho cái sự thành công nó lên tiếng, cho nên là cũng không có thành vấn đề với em nhiều quá về cái chuyện rằng là trong giới chê em thế này thế kia thế thế nọ. Nói chung là tất cả mọi cái ý kiến em đều tiếp thu hết và em rất là trân quý những cái lời góp ý của mọi người. Nhưng mà em cũng là một cái máy sàng lọc, cái gì mà nó hợp lý, cái gì mà nó phù hợp, cái gì mà em cảm thấy đúng, em sẵn sàng nghe và tiếp thu. Còn không có em cũng Sẽ không cũng biến nó thành áp lực cho mình. dạ em thấy nó bình thường lắm. Rồi. Lúc nãy thì Trúc Nhân có nói rằng là trong 2019 thì mình sẽ có một album vào cuối năm. Thế thì vào năm 2020 mình đã có nghĩ cái Ui chuyện rằng cha là xa quá. xa quá, nhưng mà bây giờ thì cũng hơn nửa năm rồi, cũng hơn nửa năm 2019 rồi. Thì Trúc Nhân có bao giờ nghĩ rằng là mình sẽ tiếp tục thử sức ở một cái dòng nhạc nào khác, hay là sẽ tiếp tục thay đổi hình tượng trong mắt quý vị khán giả nữa? Cái chuyện mà em thay đổi hình tượng thì chắc chắn rồi, tại vì ngay cả bản thân em còn không biết là trong tương lai em sẽ làm tiếp tục đến những cái gì nữa mà. Em mới xong cái album Vol 1 thôi thôi đúng không? Mà cái album Vol 2 em đã bắt đầu hòm hòm em lựa chọn ai vào ekip của mình rồi Wow. đó.
Có nghĩa là em không muốn ngừng lại, tại vì em thấy khoảng thời gian qua em cho mọi người chưa có đủ, cho nên là tại em thấy mọi người trông chờ em nhiều quá, mà năm ra con cái MV cái thứ ca Vậy thì có sĩ được gì mà nghĩ rằng kỳ là cục 2020 thì mình một năm mình tung ra khoảng 5-6 cái cho quý vị khán giả thưởng thức không? Mình thử một lần đi cho khán giả thưởng thức. nếu hơn 5-6 cái thì sao, Càng đã hơn đó nữa. là MV quay bằng điện thoại luôn đó. Chứ tiền đâu mà làm dữ vậy anh. Nói như vậy thôi nhưng mà có thể thấy rằng là mỗi sản phẩm của Trúc Nhân thì quý vị khán giả dù là lâu thì cũng trông chờ, tại vì nó mang nhiều câu chuyện ý nghĩa ở trong đó. Vậy thì ngày hôm nay thì chúng ta đã có những cái chia sẻ trong chương trình Hot Trend này về sáng mắt chưa, về rất nhiều điều liên quan. Thì ở cuối chương trình ngày hôm nay là không biết rằng là Trúc Nhân có thể gửi tới quý vị khán giả một đoạn hoặc là cả một ca khúc sáng mắt chưa không? Cả một ca khúc hả? À, mọi người có sợ dính stream hay gì không ta? Tại vì em mở nhạc nhỏ nhỏ em hát theo cũng được đúng không? Ok, nếu mà nhạc chỉ đủ cho Trúc Nhân nghe thôi, để mình đảm bảo chất lượng thôi. Rồi, đây em coi coi. Ví dụ mình tăng âm lượng chừng 2 nấc thôi, mình đủ mình để vô lỗ tai thôi. Hát chai gần thôi, nhỏ hơn nữa được không? Nhỏ hơn giúp anh, nhỏ hơn, nhỏ hơn. Nhỏ hơn nữa. Được không? Được không? Nhỏ hơn một xíu nữa được không? Mà Để nếu mà anh từ bên xem đây anh không nghe luôn đi, lúc đó hát, để đảm nào. bảo Được chưa? một phần. Ba mẹ anh từng nói yêu ai phải yêu xứng đôi vừa lứa, hình như không ai dạy em nên em còn non, em chưa học qua cách chọn đúng người. Chàng trai đi cùng đang ăn cây kem, thật lòng không xứng với em. Em nhìn anh rồi xem ai đi với ai xứng đôi vừa lứa. Người xinh như em mà ngây ngô ghê, rồi sau người ta lại nói phí đời. Anh hát phí quá trời luôn á. Hình như em cần vitamin A để cho mình sáng mắt. Ra đừng theo người đó em ơi em à, đừng gây thù oán đau lòng mẹ cha. Chẳng hiểu em cứ níu kéo vô vọng làm chi, vì sớm hay muộn rồi thì anh ấy cũng đi. Thời gian thấm thoát thôi đưa, thế nào anh cũng sẽ lừa được em. Chàng trai đang sánh bước bên em, đằng nào rồi cũng sẽ thuộc về anh. Chàng trai đang sánh bước bên em, đằng nào rồi cũng sẽ thuộc về anh. Ok, cảm ơn Trúc Nhân rất là nhiều. Và có thể thấy rằng là hình như là cái câu cuối cùng đó là sau cái MV này đó là thành trend luôn. Có thành trend không anh? Có, anh thấy là thành trend đấy. Mọi người chia sẻ khá là nhiều là chàng trai sánh bước bên em, đằng nào rồi cũng sẽ thuộc về anh. Tâm đắc câu đó không? Tâm đắc nhất là đoạn đoạn rap. Đoạn rap. Anh ta trông thật yêu yêu, còn nhìn em trông thiệt éo. Ôi, tình yêu là một giấc mộng đẹp, nhưng em cuối cùng lại khóc ướt nhẹp cái gối nè. Lần sau em kiếm bà mối là tốt hơn nghe. Anh không phải là người hay ghen, anh chỉ nói để em biết là chân em còn phèn. Anh không giỏi, anh trông bình bình, anh chỉ giỏi lấy lại những thứ là của mình. Em xinh xắn, em trông đứng đắn, nên thu xếp khi thái độ anh còn ngay ngắn nha. Ok, cảm ơn chúng nhân rất là nhiều. Và có lẽ là lúc này đây thì bạn có muốn gửi lời cảm ơn tới quý vị khán giả ngày hôm nay, khán giả theo dõi chương trình Hot Trend này và cả những khán giả đã ủng hộ cho mình ở MV Sáng Mắt Chưa này. Trúc Nhân cảm thấy rất là vinh dự và cảm thấy mình kiểu là cực kỳ may mắn luôn á, tại vì ông trời cho Nhân quá là nhiều thứ. Năm thứ 8 Nhân làm nghề, và Nhân rất là mong rằng là trong tương lai nữa, lâu 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 nữa, Nhân vẫn là một người ca sĩ có thể phục vụ văn nghệ cho tất cả quý vị. Và Nhân xin hứa là Nhân sẽ không ngừng lại ở đây. Và Nhân cũng rất mong là tình cảm của tất cả quý vị dành cho Trúc Nhân cũng sẽ không ngừng lại ở đây. Và hy vọng rằng là bà vẫn còn gặp lại chúng mình trong chương trình Hot Trend tiếp theo nữa, với những sản phẩm tiếp theo được quý vị khán giả đón nhận. Và kính thưa quý vị khán giả, chương trình Hot Trend được phát sóng tại thanh niên.vn, fanpage Facebook của báo Thanh Niên và cũng như là kênh YouTube Ai Hay. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở những nhân vật thú vị tiếp theo nữa. Còn bây giờ thì xin cảm ơn quý vị khán giả và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào.